Đất nước Myanmar hiện đã tiến hành cách ly hàng chục nghìn người để ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19. Và hiện thì hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi mà số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh. Hiện có hơn 45.000 người đang được cách ly tại quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm cả người nhiễm virus SARS-CoV-2, cũng như những người chưa được xét nghiệm, người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 và lao động nhập cư trở về nước. Nhiều tòa nhà bao gồm trường học, tu viện đến văn phòng chính phủ, tòa nhà căn hộ đã được trưng dụng để làm cơ sở cách ly, chủ yếu là do các tình nguyện viên điều hành. Ngay cả những người không có triệu chứng hay có các triệu chứng nhẹ cũng phải nhập viện hoặc cách ly. Đây là một phần trong kế hoạch của Myanmar nhằm ngăn chặn dịch bệnh tấn công hệ thống y tế vốn yếu kém và thiếu thốn kinh niên tại nước này. Chúng tôi đã điều trị khá nhiều trường hợp bệnh nhân với nhiều triệu chứng khác nhau như là mất khứu giác, nhưng chúng tôi không biết họ bị lây nhiễm từ đâu. Vì vậy, COVID-19 đang lây lan khắp mọi nơi. Sau nhiều tuần không ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng, vào giữa tháng 8, Myanmar đã báo cáo một đợt bùng phát ở bang Rakhine, miền Tây nước này, sau đó lan rộng ra cả nước. Ngày 24 tháng 9, giới chức Myanmar đã báo cáo 535 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Và đến nay, tổng số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong ở quốc gia này lần lượt là trên 8.500 người và 155 bệnh nhân.